Bố ơi, con có chuyện muốn nói. Sao vậy con trai? Thật ra con là người đồng tính. Con biết rằng bố rất bất ngờ. Mày đừng có nói mày thích thầm bố đấy nhá. Cậu đến rất kịp thời. Bệnh có nặng lắm không hả bác sĩ? Không, nhưng mà một ngày nữa thôi bệnh nó sẽ tự khỏi mất. Bác đùa em à? Đúng thế rồi còn gì. Yêu, bác đừng bắn nước dãi vào mặt em. Bằng chứng đâu? Dãi này không phải là của em. Ừ nha, xin lỗi. Làm gì mà căng.